Sau cái sự kiện lịch sử đó, anh em Hồi giáo một số nhỏ thôi hô hào rằng ông Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đọc cái bài diễn văn đó là ông ấy kêu gọi người Kitô giáo thánh chiến chống lại Hồi giáo, cho nên chúng ta phải vùng lên. Đấy là giải thích lịch sử. Đang khi đó về phía Công giáo, các vị Hồng y chính thức lên tiếng, Đức Giáo hoàng không hề có ý định đó qua bài diễn văn. Nhưng đó là một bài diễn thuyết cho giới trí thức tại đại học, và mục đích là để làm nổi bật cái mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Và như thế thì cái môn thần học là cái môn vận dụng lý trí để suy tư đức tin cần phải có mặt trong khuôn viên một đại học. Các anh chị có thấy hai cách giải thích khác nhau không? Đấy, tôi không có nói chuyện ngày xưa, nói ngay ngày hôm nay đây này, một cái sự kiện nóng bỏng mới nhất đây này, để muốn nói với các anh chị điều này. Sự kiện lịch sử có, nhưng giải thích lịch sử không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì khi người ta giải thích, người ta viết lại lịch sử là luôn luôn người ta viết từ một quan điểm. Quan điểm có nghĩa là cái điểm mà tôi đứng đó để nhìn, point de vue. Cái điểm tôi đứng đó để tôi nhìn sự vật. Nếu tôi đứng đây, tôi nhìn cái nhà nguyện ở bên nhà truyền thống, tôi sẽ thấy cái mặt ngang của nhà nguyện. Nhưng nếu tôi đi ra giữa sân, tôi đứng tôi nhìn, thì tôi thấy cái mặt tiền của nhà nguyện. Nếu tôi đi thang máy lên cái nhà 33 lầu phía đằng trước, tôi nhìn thì tôi thấy cái nóc của nhà nguyện. Cái điểm mà chúng ta đứng để nhìn, nó sẽ làm cho sự vật được mô tả khác đi. Tương tự như vậy, một sự kiện lịch sử chỉ là một, nhưng mà cách giải thích lịch sử thì khác. Bây giờ ta áp dụng một phần vào trong cuốn sách Xuất Hành. Có những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử rõ ràng. Dân Do Thái bị làm nô lệ bên đất Ai Cập dưới thời vua Pharaoh. Rồi dân Do Thái được giải thoát khỏi đất Ai Cập, rõ ràng xảy ra. Rồi sau đó họ trải qua một hành trình lâu trong sa mạc trước khi mà họ vào đất Canaan. Đó là sự kiện lịch sử. Nhưng mà khi tác giả Thánh Kinh viết lại những sự kiện đó, thì các ngài viết từ quan điểm của đức tin, và các ngài đề cao cái vai trò của Thiên Chúa đến độ nói rằng Chúa làm cho Pharaoh ra cứng lòng. Tôi có cắt nghĩa với các anh chị một lần, nếu mà Chúa làm cho Pharaoh ra cứng lòng thì Chúa có tội chứ Pharaoh nó có tội gì. Cũng giống như mình mà đi xưng tội với một cha nào, mình bảo thưa cha, Chúa làm cho con đâm mê sự dâm dục. Ê, thì Chúa có tội chứ mình có tội gì. Hay là Chúa làm cho chân con nó cứ đi vào sòng bài. Nhưng mà đấy, cái sự kiện lịch sử là có thật, nhưng mà cái cách diễn tả của người ta đề cao vai trò của Thiên Chúa là đứng làm chủ lịch sử, cái cách diễn tả đó nó khiến cho ta đọc ngày hôm nay ta cảm thấy nhiều khi không dễ chấp nhận. Cho nên tôi mới nói với các anh chị từ đầu, mình đọc Thánh Kinh không phải chỉ là mình đọc cái sự kiện lịch sử đó, mà mình đọc Thánh Kinh là để mình khám phá ra mạc khải của Thiên Chúa chứa đựng trong những câu chuyện. Nên hy vọng rằng các anh chị, và cụ thể là một hai anh chị gửi thắc mắc này, thì cũng thấy nó sáng lên được một tí nhé. Bây giờ là một thắc mắc khác. Thưa cha, con là người không có đạo, con đang tìm hiểu về đạo Công giáo, cho nên con theo học lớp Thánh Kinh này. Rất là cảm ơn bạn. Một điều mà tôi không ngờ là trong nhiều lớp học mà tôi có dịp dạy, cũng có những anh chị em không phải là Công giáo nhưng mà cũng đi tham gia.
Ngay cả nhà thờ Đức Bà cũng vậy nhé. Trong nhiều năm tôi dâng lễ ở đó, tôi không nghĩ rằng là trong nhà thờ có anh chị em ngoài Công giáo. Cho đến khi mà các anh chị đi học lớp giáo lý dự tòng để chuẩn bị rửa tội, thì mới viết bài chia sẻ, mới kể là có người đi lễ đã 3 năm, có người 5 năm, có người 7 năm. Rồi mới quyết định là đi học giáo lý dự tòng để trở thành người Công giáo. Thế trong chúng ta cũng có một vài anh chị không phải là Công giáo nhưng mà vẫn có mặt ở đây. Sau khi đọc xong sách Sáng Thế và Xuất Hành thì con có một vài câu hỏi mong cha giải thích. Thứ nhất, luật một vợ một chồng đã được Thiên Chúa chúc lành ngay từ khi mới tạo dựng. Thế mà con thấy vào thời các tổ phụ người ta không mấy quan tâm lắm về vấn đề này. Con thấy có nhiều chuyện rất ngược với đạo đức luân lý. Thế thì xin cha giải thích thêm về vấn đề này. Bạn có câu hỏi hay quá. Chúa đã chúc phúc từ đầu là một vợ một chồng, mà các tổ phụ thì ít là hai. Có đấng lại còn dăm ba nữa. Đến thời vua Salomon thì không biết bao nhiêu mà kể. Thế thì nó làm sao? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lại lịch sử cứu độ nhé. Thiên Chúa tạo dựng con người đầu tiên là Adam, Eva. Và bạn nói hoàn toàn chính xác. Luật một vợ một chồng đã được Chúa chúc lành ngay từ khi mới tạo dựng. Rất đúng. Nhưng xin hỏi tiếp, Adam, Eva có sống mãi trong tình trạng gọi là công chính nguyên thủy? Có không? Dạ thưa không. Sau đó là tội, tội lỗi. Và khi mà đọc sách Xuất Hành đến cái phần này, tôi đã phân tích cho các anh chị đó, cái căn bản của cái tội này này là nó phá vỡ đi sự hiệp thông giữa con người ta với Thiên Chúa, giữa con người ta với nhau và giữa con người ta với cả vũ trụ. Và ngay từ lúc đấy thì Thiên Chúa đã có lời hứa cứu độ. Thế rồi trong suốt lịch sử của Israel mà chúng ta đọc ở trong sách Xuất Hành, từ Sáng Thế, bắt đầu từ Abraham, thấy không? Đó là Chúa chuẩn bị để thực hiện cái công trình cứu độ loài người. Và đỉnh cao là Chúa Giêsu Kitô. Đấy, trong suốt cả một cái hành trình dài như thế này này. Thế thì các tổ phụ nằm ở đây chẳng hạn, thấy không? Các tổ phụ nằm ở cái giai đoạn này thì đương nhiên là ít là hai bà, nhiều thì dăm bảy. Thì chuyện đó là mình cũng hiểu được. Thiên Chúa chuẩn bị và giáo dục con người ta một cách tiệm tiến từng bước một. Cho đến thời của Chúa Giêsu, nếu ai đọc Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 19 thì sẽ thấy Chúa nói với người Do Thái lúc đó là: vì các ông cứng lòng cho nên Mô-xê mới cho phép ly dị, còn thuở ban đầu thì không có như vậy. Đến lúc đó Chúa Giêsu mới dẫn người ta trở về ý định ban đầu của Thiên Chúa. Ngài kiện toàn lề luật. Anh thấy đó, bạn thấy rõ nhé. Bạn đặt câu hỏi rất là hay, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ngược lại lịch sử một chút như vậy thì sẽ thấy nó sáng rồi. Thế bây giờ bạn hỏi tiếp. Con nghe anh bạn rủ con đi học lớp Thánh Kinh nói là Thiên Chúa là cha của mọi người, dù người đó có đạo hay vô thần đi nữa. Thế mà sau khi đọc sách Xuất Hành thì con thấy Chúa hình như chỉ là Chúa của dân Israel thôi. Vì Ngài đã gây ra những tai ương và giết các con trai đầu lòng của người Ai Cập để dẫn dân riêng của Ngài ra khỏi Ai Cập về đất hứa. Hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là cha của mọi người mà anh bạn đạo Công giáo hay trình bày với con có vẻ không hợp lý lắm. Đến đây con cũng có một thắc mắc là vấn đề đa tôn giáo hay là đa thần liệu có thật hay không? Vì Thiên Chúa đã chọn dân riêng của Ngài là dân Israel, thì con nghĩ vào thời bấy giờ có rất nhiều dân tộc sống trên mặt đất.
Như vậy mỗi một dân tộc sẽ có một vị thần bảo hộ riêng cho mình. Đó chính là sự đa thần hay đa tôn giáo, có phải không? Thế thì xin cha cho biết ý kiến về vấn đề này. Cái câu hỏi này nó khá gần gũi với cái câu hỏi tôi vừa mới giải đáp đó. Có nghĩa là sự kiện lịch sử là như vậy. Nhưng mà khi viết lại cái lịch sử đó thì người ta viết theo cái quan điểm của đức tin để đề cao cái vị trí, vai trò của Thiên Chúa. Thế cho nên bạn đọc bạn có thể thấy sao một Thiên Chúa mà độc ác dữ vậy. Thiên Chúa sao mà Ngài giết chóc người ta khiếp quá vậy. Đấy, nó gần gũi với lại cái thắc mắc vừa rồi. Thêm vào đó, nó có cái chuyện này. Khi Thiên Chúa tuyển chọn Israel làm dân riêng của Người, thì không phải để Israel giữ Chúa cho riêng mình, mà là để chuẩn bị họ đón nhận Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô đến không còn phải là cho một dân tộc mà là cho tất cả nhân loại. Cho nên đây này, người Việt Nam đây này, nếu mà chúng ta chỉ có giữ lại ở trong Do Thái giáo thì làm gì mà có người Việt Nam mà Công giáo được. Nhưng mà rõ ràng là với Chúa Giêsu đó thì tin mừng cứu độ là cho tất cả mọi người, cho tất cả nhân loại. Nhưng mà trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người thì Thiên Chúa đã chuẩn bị dân Israel để từ cái dân đó Ngài giáo dục từ từ. Rồi đến một giai đoạn Đấng Cứu Thế mới xuất hiện. Cho nên là Ngài giáo dục nhân loại từng bước một. Thành thử ra tôi hy vọng là bạn có cái thắc mắc này á, thì là bạn không chỉ có ngừng lại ở sách Xuất Hành, nhưng mà chúng ta sẽ đi tiếp 100 tuần cơ mà. Và khi mà ta bước sang tin mừng của Chúa Giêsu Kitô thì ta sẽ càng ngày càng thấy rõ hơn dung mạo của một Thiên Chúa đích trực là Cha Đức Giêsu Kitô và là Cha của chúng ta nhé. Thế còn cái chuyện mà đa thần đó thì bạn giải thích là có rất nhiều dân tộc sống trên mặt đất, như vậy thì mỗi một dân tộc sẽ có một vị thần bảo hộ riêng cho mình, đó chính là sự đa thần hay là đa tôn giáo, có phải không? Tôi xin trả lời là nó đúng 50%, chứ không hoàn toàn là 100%. Đa thần có nghĩa là người ta thờ nhiều thần một lúc. Đấy, người ta thờ nhiều thần một lúc. Còn chúng ta đó, có đa thần không? Độc thần giáo chứ. Điều răn quan trọng nhất là hỡi Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, còn mọi sự đều là loài thụ tạo hết. Còn trong đa thần giáo đó là người ta thờ nhiều thần thánh. Còn đa tôn giáo lại khác. Đa tôn giáo có nghĩa là có nhiều tôn giáo. Ngay ở Việt Nam, bên cạnh Kitô giáo thì có Phật giáo rất là đông, có Lão giáo, có Khổng giáo, rồi lại còn thêm Cao Đài giáo nữa, Hóa Hảo nữa. Tôi nhớ trước 75 có một lần tôi đi xe đò xuống Long Xuyên, ở cái chỗ ngã ba Lộ Tẻ, thấy một ngôi nhà chung quanh toàn rác thôi, nhiều rác lắm. Không những là đống rác mà còn chất lên cả nóc nhà nữa cơ. Thế tôi mới hỏi thì người ta mới giải thích cho tôi là ở đấy có một cái bà, có người con đi lính, rồi người con bảo nghe bà ấy kể là chết trận rồi hiện về, nói với bà ấy là mẹ phải lập một cái đạo gọi là đạo rác. Nhiều đạo thế. Đa tôn giáo không có phải là đa thần, phải phân biệt hai từ khác nhau nhé. Còn một vài thắc mắc nữa. Đây là một câu hỏi về tính thiên vị và tính công bình của Đức Chúa. Có lẽ là nó cũng
có một phần giống giống.